xong được chưa? Và cũng phải cảm ơn cái drama này ở tự nhiên kênh mình lại đông người xem, hết 30 mấy nghìn người xem, và con số ước mơ của bao nhiêu streamer đấy. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều nhá, cảm ơn các bạn thực sự luôn. 33 nghìn người xem, tôi chưa từng mơ đến ngày này cả. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Các bạn nhé, đấy, thế là xong. Đấy. À từ từ bong một nói vụ đấy, nó có nhiều đứa hay hỏi vụ mẹ mày gen Z. Nhiều bạn bảo tôi là tôi tự hủy khi làm video đấy. Đây các bạn nhé, tôi chưa bao giờ một giây nào tôi hối hận vì mình làm clip đấy luôn. Cũng có đứa là bảo anh nên anh cũng có đứa là bảo là anh nên làm video xin lỗi gen Z đi. Tại sao phải xin lỗi? Tao có sai không? Trong đấy có cái gì sai không? Anh vơ đũa cả nắm mà. Tao nói về thực trạng chung. Với những cái mà mắt thấy tai nghe chứ chả ở đâu xa cả. Con sâu làm rầu nồi canh. Thế Gen Z bây giờ là nồi canh hay là con sâu? À là nồi sâu hay là bát hay là tí canh? Này tôi nói các bạn nghe chứ tôi thừa nhận một điều ấy là Gen Z là thế hệ sáng tạo cũng như là tiếp thu nhanh nhất mà tôi từng gặp. Bởi vì tôi đảm bảo luôn nhiều đứa sinh viên sắp ra trường ấy, vừa gặp chú Tuân đấy nhá. Tôi phỏng vấn các bạn nhiều. Nhiều lắm rồi, tôi biết điều đấy, nhưng cái tỷ lệ mà hãm luôn với cả tỷ lệ người Gen Z mà chất lượng ấy nó chênh nhau nhiều quá, và tôi nên nói những thứ như thế này. Tôi làm thế tôi vẫn thấy tôi phải, tôi chưa bao giờ một giây nào tôi hối hận vì tôi làm clip đấy luôn. Thế là sao? Tôi thấy bình thường. Thế nhá. Và tao bảo chúng mày nghe này, chắc chắn luôn. Bây giờ tôi nói các bạn như này nhé, tôi chửi các bạn. Tôi chửi các bạn, tôi nói về các thói xấu, thói hư tật xấu của Gen Z đúng không? Nhưng ấy, các bạn có thực sự xem clip không? Bạn có thực sự nghĩ về những lời tôi nói không? Tôi nói như nào? Câu trước luôn tôi rào, tôi câu trước, câu sau luôn rào trước cho nhau. Tôi đéo để câu trước đá vào bốp luôn. Tôi có chửi các bạn là súc vật không? Không! Tôi mở lại clip cho chúng nó nghe đâu, chúng nó bảo mình mẹ mình chú điêu, chú đang tẩy trắng bản thân. Không, đéo ai thèm tẩy trắng. Đâu rồi, đây. Clip có câu từ mất dạy gấp đôi mọi tôi hôm. Khán giả trước khi xem. Đố các bạn sinh vật gì? Đâu? Nói chửi tôi, đoạn tôi chửi các bạn là mẹ mày xúc vật cái gì? Thì cũng vui đấy. Đây. Rào trước đầu đầu đoạn này. Phải là cái gì? Khum là cái gì? U là trời là cái gì? Tiếng Việt của chúng mày bị tật nguyền à? Mẹ mày dùng lần một lần hai thì không sao, dùng trong hoàn cảnh hợp lý thì cũng vui, vui đấy. Đây đi đâu cũng gặp, giữa cuộc họp sếp ơi em trầm kẽm quá. Hoàn cảnh đặt ra là gì? Là trong cuộc họp có một đứa nào đấy trong cuộc nghiêm túc vãi lì, ai cũng nghiêm túc bởi vì quý bốn này nát bét rồi, không ai muốn gọi là chứng kiến thêm cả. Mẹ cái thứ ngôn ngữ nhuận chàng này nữa, nghe có muốn ỉa chảy không? Này em ơi, em mở miệng này em ơi hay là này các em ơi? Cái này rồi nói nhân vật ở trước đấy cơ mà. Ai nói chúng mày? Ra thôi là mày anh bảo biết tao em chửi. Không phải người bình thường rồi. Em là súc vật. Vật. Đấy. Tao nói chúng mày bao giờ? Có chịu nghe không? Câu trước đá câu sau. Trời đất ơi. Xong xem cứ xem ở đâu dừng cái đấy chả thế. Còn đoạn nào hay, còn đoạn nào cũng hay chửi không nhỉ? À đây nữa. Đây 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 đây. Phong kiến ơi, chỗ duy nhất chúng ta được đánh. Các bạn bảo đây là sách dốc á, từ từ. Phụ nữ là mông, là mông. Và hành và động hành ấy, động ấy chỉ được phép xảy ra ở một số địa điểm cũng như là trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là bạn đâu đánh đấy nhá. Thấy chưa? Tao có bao giờ tao làm một trò đùa theo kiểu nhạy cảm mà tao không có rào trước rào sau không? Tiếng ơi, chỗ duy nhất chúng ta được đánh phụ nữ là mông. Và hành động ấy cũng chỉ được phép xảy ra ở một số địa điểm cũng như là trong một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là bạn đâu đánh đấy nhá. Có chịu đã có chịu nghe đâu, có chịu hiểu đâu, có thấm vào đầu đâu. Xong bảo là gì, chú kỳ thị Gen Z. Ai kỳ thị chúng mày? Chúng mày tự kỳ thị mình à? Đấy. Đấy. Xong chưa? Còn gì không? Mình chạy để nói nốt mà. Thế rồi đấy. À còn cái này chắc hơi phản cảm nên từ từ xem nào. Có mà, ta còn trẻ, ta muốn đi chơi, ta muốn nổi bật. Nhưng hãy khoe những gì mà mình có thôi. Dạo một vòng TikTok, ngực em như gói bim. Đấy, câu này chắc hơi phản cảm thật, nhưng mà đúng câu tôi cũng đã ngồi phản cảm. Bim căng tràng sức sống mở ra. Nhưng mà, hết hồn. Nhưng buồn cười. Quanh như cái ném chuối, cuộn thì lắm lá, nhân thì tí tem.
Đấy, xong nha. Xong các bạn rồi đấy. Ê các Huy Trần Quang nghe. Chúng mày có biết một điều là idol chúng mày cắt ghép giỏi lắm không? Chúng mày đã được đọc full tin nhắn của idol chúng mày chưa? Chưa đúng không? Làm sao mà dám để cho mày được? Thế để tao cho chúng mày xem nhá. Cái gì mà tao xin lỗi vì tao nhận vì tao ăn cắp cơ. Nhầm à? Nhầm vũ trụ à? Tao cho mày xem lại nhá. Sáng nay có đứa nó inbox về page, nó tớ vừa đọc được thiếu đoạn này đúng không? Check vào xóa luôn, chứ để bọn trong công ty tớ biết được nó lại nghĩ tớ bán content. Chỗ anh em mình cùng làm content đấy, đấy 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 đấy. Thế tớ xin lỗi. Tao từ từ có đoạn khác đâu nhỉ? Đây. Mà bên công ty tớ nó cứ bắt bẻ tớ rằng thế này thế nọ. Tao xin lỗi. Tao không xin lỗi vì gọi là bảo là vì tao nói là tao ăn cắp hay gì. Tao xin lỗi vì tao và mày đều là người đi làm, chúng ta đều hiểu được là vi phạm hợp đồng nó khủng khiếp như nào. Tao tưởng tao đẩy mày vào nguy hiểm, tao tưởng tao đã khiến mày phải đền bù hợp đồng. Thế thế vì thế tao xin lỗi. Và thậm chí ấy, nhìn này và khi tao sợ cái việc tao làm có thể khiến mày bị đuổi việc ấy, nhìn đây này. Tao thậm chí đã đề xuất cho mày một công việc luôn mà ai ai cũng biết là làm với tao tao trả hậu hĩnh như nào. Cái gì mà kia cơ? Cái gì mà sống, cái gì mà ăn cắp cơ? Nghĩ lại chưa? Cái gì mụ xin lỗi cơ? Xin lỗi vì ăn cắp cơ là thừa nhận cơ. Cái gì? Đọc kỹ chưa? Tôi sẵn sàng nếu mà người ta bị vấn đề tôi xóa clip luôn nếu mà người ta bị ảnh hưởng hợp đồng. Thế thì sao? Xong câu từ tôi cho bạn xem cái này luôn. Tớ có thể tặng cậu nhiều idea đỉnh của đỉnh nhưng cậu đừng lấy câu từ hay những gì từ xóm ven sông là được đúng không? Đấy. Tặng idea xong táp nhanh đi. Thì ai là thằng sống lỗi? Tôi về câu chuyện chính nhé, không tôi mất tập trung đấy. Vừa nói câu chuyện cái xong mất tập trung hết mẹ rồi. Có người mấy các bạn ai đang tin là gì là tôi lừa đảo. Tôi là thằng kiểu lừa đảo mọi người ấy. Đúng, tôi thừa nhận một điều, tôi với Linh lướng lên bằng việc đi ăn trộm ăn cướp. Đấy là cái quá khứ dơ bẩn mà chính tôi cũng không phủ nhận được. Tôi thừa nhận điều đấy và tôi cũng chả có giấu giếm điều đấy bao giờ cả. Thậm chí tôi làm clip cả việc đấy luôn. Tôi chả giấu giếm cái đấy bao giờ cả. Nhưng bảo bây giờ tao lừa đảo á. Tao lừa ai? Tao lừa cái gì? Một thằng lừa đảo có ngồi dạy cho bọn trẻ về cách để tự tin hơn không? Về cách để hòa nhập. Thậm chí là chia sẻ cả bí quyết để vượt xa các bạn khi mình mới ra trường không? Đấy là gì? Trong quá trình học đừng đi bưng bê hay làm thuê làm gì. Đi xin học việc đi. Như kiểu hồi ấy tôi đi dạy bọn trẻ chậm nói ấy. Liên quan ngành tôi mà. Đấy. Kinh nghiệm đấy nó giúp mình vượt xa những người khi ra trường luôn. Có ai dạy chúng mày thế không? Đám đéo chỗ nào dạy ngoài tao dạy ra. Nó có sai không? Sai thế đéo nào được. Cái gì? Tao lừa ai? Cái vốn sống này mà chúng mày vẫn nghi ngờ á. Tôi không nói các bạn mới đến nhá. Sau này mình các bạn không biết hôm nay đang đông, nhiều bạn mới đến. Sau này mình quen nhau sau. Tôi nói với các bạn đã xem tôi trước khi drama xảy ra cơ. Tôi hỏi các bạn nhá, đã bao giờ chú Từ bỏ việc giúp đỡ chúng mày chưa? Một năm qua livestream, đã bao giờ chú Từ bỏ việc giúp đỡ chúng mày chưa? Vợ tôi có một câu nói rất hay như này. Em với anh có giỏi đến mấy ấy? Em với anh có giỏi đến mấy ấy, thì cũng chỉ là hoàng hôn thôi. Bọn trẻ mới là bình minh. Phải làm mọi cách để giúp đỡ chúng nó. Câu ấy bạn, nếu bạn lên group Facebook của tôi ấy, ở cái bài đăng đầu tiên trong group nó cũng có cái đấy. Câu đấy của vợ tôi. Thời buổi này ấy, phải khoe là mình giúp được bao nhiêu người, mình có ảnh hưởng tốt đến đâu, chứ không phải vỗ ngực ta đây là ta bóc mẽ được cái này cái kia. Chúng mày làm được gì rồi? Hay đơn giản chỉ là lan truyền sự tiêu cực? Làm YouTube có phang rồi, đối xử với lũ trẻ như con rối ấy, đấy là thứ làm tao tức nhất. Tao không tức vì bóc phốt tao hay gì cả. Chúng mày đối xử với lũ trẻ như con rối ấy, chúng nó có biết cái gì đâu. Cái gì không vừa mắc thì bảo chúng nó đánh. Chúng nó còn trẻ, chúng chả biết gì, cứ đánh mù quáng thôi. Nghĩ mình đỉnh. Đến cuối cùng cứ nghĩ chúng nó gì, nó con rối trong tay mình mà, quăng đâu thì quăng. Đến cuối cùng mình mới là con rối trong tay phang. Chỉ chăm chăm tìm khuyết điểm người khác để được tung hô thôi. Tao từ chối để mình rơi vào cái vòng xoáy như thế. Tao muốn thứ tích cực. Tao không muốn phải liên quan đến những thứ như thế. Hiểu không?
sau hôm nay ấy, muốn nói gì thì nói, tao sẽ đéo rep đâu. Tao pick thì cứ bảo, cứ vỗ ngực bảo tao thua luôn cũng được. Cứ vỗ ngực nói mình thắng đi, tao chả quan tâm. Tao phí hai buổi livestream, hai buổi tao có thể dùng để tao nói cho những đứa nhỏ kính xác nghe là nên phát triển bản thân như nào. Và bây giờ tao dành hai buổi nói chuyện về cái này. Tao cho sự tiêu cực cho chúng nó. Tao muốn dành thời gian những người thực sự cần tao thôi. Đấy, có thằng hỏi, có thằng Hải nó đang tin tiếp này. Đấy. Ê, tôi chưa kịp rap nốt bài đấy cho bạn mà có đứa bịa chuyện nói xấu tôi luôn bạn ạ. Tôi buồn vờ là có làm cái vẹo gì đâu. Tôi cho các bạn nhìn cái thoáng qua đây nhá. Nhìn thoáng qua hiểu được cái gì thì hiểu, tắt đi. Vâng, bạn ạ. Hải ơi. Tớ 19 tuổi. Chào Hải nhá. Chào Hải 2K4 nhé. Địch mẹ mày. Xong chưa? Tôi bảo rồi mẹ, tôi flexing đủ rồi hiểu không? Mới thước cái gì? Tôi từng đạt được top 1. Tôi nói hơi khoe khoang tí, tôi từng đạt được top 1 gì nhỉ? Top 1 thịnh hành của gaming rồi. Giờ tôi muốn đạt một thành tích mới gì, tôi rất kết, tôi nói tôi hứa các bạn từ ngày đầu rồi. Một thành tích cần đạt được là gì? Là mình sẽ kết thúc sự nghiệp YouTube của mình mà không ai biết danh tính mình là ai. Thế nhá, nên tôi đéo có chuyện là tôi sâu cái gì sâu rộng ở đâu. Chúng mày thích nghĩ như nào thì chúng mày nghĩ. Đấy, thế thôi. Ai ở lại được thì ở, nhưng mà đấy, hãy nhớ một điều là tao nói như thế thôi, tin được thì tin, không tin được thì cút. Ngày mai nha, chứ tôi không bu giờ lê cái đấy đâu. Đấy, còn gì kiểm tra nữa không? Đây, cậu Hải nhắn tiếp này. Rồi, ấn vào đây cho các bạn nhìn cho kỹ cái, cho các bạn đỡ kêu. Đấy, đây là V2. Người thật, việc thật. Hải mồm lông. Đâu, Hải hồi đẹp trai đâu, giờ béo lắm rồi. Đấy, xong nha. Có đứa nào ịt có mẹ mà thề cay vãi cả lùng ra. Mẹ mày đăng tin vớ vẩn mẹ. Đây là sự tương tác giữa hai người đàn ông. Mẹ mày. Đấy, sự tương tác này, đấy. Hãy nhìn sự tương tác. Vỗ liên tục vào mặt nhau. Chửi nhau liên tục. Cái gì? Phách ha, đây tôi kéo cho bạn. Ồ, từ từ thích mẹ, từ bình tĩnh, trên cái điện số điện thoại mình. Rồi, từ tra cái số điện thoại của tôi, từ từ chờ tí, mình thấy số điện thoại thôi. Shit, quên, mẹ, buồn cười nhỉ. Mẹ, lộ số điện thoại, chết, nó đà máy chết tôi. Đấy, hết lộ rồi. Tôi cho bạn xem tôi đang hải chửi nhau từ bao giờ nhá, từ từ bình tĩnh. Ơ phù mẹ rồi, ok từ từ. Mình nói cho ngắn thế nhỉ. Tiếp về tuần này, tiếp đi. Là kế hoạch, đây kế hoạch làm vợ tôi hồi đấy yêu cầu hàng Hải làm. Tôi yêu cầu tôi là anh ơi, em muốn một giàn hoa giấy trước nhà. Anh có thể làm cho em một giàn hoa giấy không? Ừ, nghe cũng thơ mộng, cũng gọi là gì nhỉ? Cũng là đỉnh cao đấy, bảo Hải là Hải ơi, thi công hộ tao giàn hoa giấy. Ừ, trông cũng hay đấy. Xong lên mạng đọc. Anh ơi, giàn hoa giấy tỷ lệ rắn bò vào nhà rất cao, mình bỏ đi đi. Xong luôn. Đấy đi. Đấy, cuộc sống mà, mẹ. Từ bao giờ đây? Đã từ rất lâu rồi. Ok. Lâu thế, mẹ chắc nhau nhiều thế. Tao mày yêu nhau à? Đấy. Từ 17 tháng 6 2021. Ê, ơi bạn, đi mẹ nghe trên mạng có cái chuyện về bùa lỗ bang gì đấy, xây dựng biết gì không? Cái gì mà mẹ mình trả tiền cho Hải để mà đóng giả bạn bè mà. Alo. 17 chơi, tôi chơi với thằng này lâu lắm rồi. Mẹ mày, nó tôi với tôi là đối tác từ lâu lắm rồi. Trời ơi. Chắc chưa? Bùa lỗ bang là cái gì á? Bùa lỗ bang là cái bùa theo kiểu là người ta bảo là xây 3 4 tòa nhà thì thợ xây phải dính cái bùa lỗ bang vào cái nhà đấy. Và nhà nào mà dính bùa lỗ bang ấy, từ chuyện ma một tí thôi nha. Dính bùa lỗ bang ấy thì nhà đấy táng ra bại sản. Ồ, tôi nghe chuyện sợ bà lì. Nhưng lúc mà kiểm tra ấy, là khi mà có nhà kiểu đấy có cái kiểu như là thợ người ta phải làm thế. Ồ, cứ xây được 3 4 cái nhà họ sẽ phải làm cái bùa lỗ bang và dính một cái nhà đấy. Mà nhà nào dính bùa lỗ bang là nhà ấy đi luôn. Ui, sợ, nghe sợ vãi đái luôn. Đấy, nên tôi báo trước các bạn thế. Đấy, tôi giới thiệu các bạn cái đấy. Nhưng mà chuyện kinh dị mà thôi, bỏ qua đi. Đấy, nói các bạn thế. Tôi có biết đủ chưa? Cái gì, còn cái ý chưa bẻ, tao bẻ nốt rồi mà sao xong nào. Đấy. Đấy, nhưng mà tôi cũng xin cảm ơn một điều nha. Cảm ơn các bạn nãy giờ các bạn spam nhá. Bởi vì sao?
các bạn đang chạy KPI cho tôi. Cảm ơn các bạn, mẹ mày ba mấy nghìn view như này là một thành tích mà tôi không bao giờ mơ tới được. Ui, nhiều quá. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều nhá. Các bạn thực sự tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.